Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Triệu Lệ Dĩnh chính thức đi làm trở lại, thần thái và nhan sắc gây chú ý lớn sau thời gian dài ẩn mình vì dịch bệnh. Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh tươi vui, rạng rỡ tại phim trường Hữu Phỉ khiến các fan càng trông đợi hơn vào các tác phẩm chuẩn bị ra mắt, đánh dấu việc chính thức trở lại showbiz của bà xã Phùng Thiệu Phong. Rất nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ đang rục rịch trở lại công việc sau khoảng thời gian dài chống dịch Covid-19. Trang Sina đưa tin, sau bao ngày ẩn mình vì thời kỳ dịch bệnh căng thẳng, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức trở lại phim trường Hữu Phỉ. Ba mẹ một con gây chú ý với hình ảnh toàn tâm toàn ý lo lắng cho vai diễn, đặc biệt là thần thái và nhan sắc tươi vui rạng rỡ của mình. Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường, cô nàng rực rỡ tươi vui khi được quay trở lại làm việc với công việc chính của mình. Trang Sina cho biết thêm, tại phim trường bà xã Phùng Thiệu Phong hoàn toàn không sử dụng thế thân, đảm nhận mọi cảnh quay bay lượn trên không trung với dây đai an toàn. Rất nhiều fan mong chờ tác phẩm mới của Triệu Lệ Dĩnh, bởi đây sẽ là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau khoảng thời gian dài bầu bì chăm sóc con và cả khoảng thời gian khó khăn vì dịch Covid-19 vừa qua. Một vài hình ảnh tại phim trường của Trương Lệ Dĩnh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.